Thánh Phaolô trở lại. Hôm nay, giáo hội tưởng niệm biến cố trở lại của Thánh Phaolô. Theo sách Công vụ các Tông đồ, quyển sử ký ghi lại trong giai đoạn tiên khởi của giáo hội, Saulê, tên gọi Do Thái của Phaolô, là một thanh niên phong thái và đầy nhiệt huyết đối với đạo. Vừa thụ huấn xong với một rabbi nổi tiếng trong nước, Saulê xung phong đi săn lùng những người môn đệ của Đức Kitô mà anh cho là một bè phái đi ngược lại với đạo giáo. Một hôm, đang trên đường đi Damasco để lùng bắt các môn đệ của Chúa Giêsu, anh đã bị một luồng sáng đánh quật té xuống khỏi ngựa, và từ trong ánh sáng ấy, anh đã nhận ra tiếng nói của Chúa Giêsu: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt hại." Từ đó, sự hăng say bắt hại các Kitô hữu đã biến thành lòng nhiệt thành phụng sự giáo hội của Đức Kitô. Thiên Chúa đã sử dụng Phaolô làm khí cụ truyền giảng tin mừng cho dân ngoại, tức là các dân tộc ở ngoài Do Thái giáo. Cuộc trở lại của Thánh Phaolô đã đánh dấu một khúc quan trọng nhất trong lịch sử của giáo hội tiên khởi. Tin mừng không chỉ giới hạn trong ranh giới của Do Thái cũng như lề luật Mai-sen, tin mừng còn là một nối dài của Do Thái giáo, nhưng chính là một tôn giáo mới cho mọi dân tộc, mọi văn hóa. Giáo hội tưởng niệm biến cố trở lại của Thánh Phaolô như cao điểm của tuần lễ cầu cho hiệp nhất, nơi Thánh Phaolô, con người đã dám vượt ra khỏi ranh giới của dân tộc, đạo giáo của mình, để tuyên bố: hãy trở thành Hy Lạp với người Hy Lạp, La Mã với người La Mã, nô lệ với người nô lệ. Giáo hội nhận ra kiểu mẫu đích thực của hiệp nhất. Sự hiệp nhất chỉ có thể thực hiện được nếu mỗi người môn đệ của Chúa Giêsu có đủ can đảm ra khỏi chính mình. Phải chăng đó không là đòi hỏi đầu tiên của sự trở lại? Theo từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trở lại nghĩa là về nơi mình ra đi. Nơi mình đã xuất phát, nơi mình đã ra đi đối với người Kitô chúng ta là gì, nếu không phải là Thiên Chúa? Như vậy, trở lại chính là quay trở về với Thiên Chúa. Sự quay trở lại ấy đòi hỏi một sự từ bỏ tận căn và một thái độ sẵn sàng tuyệt đối. Chúng ta phải đọc lại sự trở lại của Thánh Phaolô. Phaolô là một người thanh niên hăng say với lý tưởng. Lý tưởng của anh chính là phụng sự Chúa hết mình bằng cách tiêu diệt những kẻ mà anh cho là tà đạo. Nhưng trong phút chốc, lần ngã ngựa đau điếng cả người hôm đó đã buộc anh phải xoay chiều hoàn toàn. Những gì anh cho là tà đạo trước kia thì nay anh lại xem là chính đạo. Phaolô phải quay ngược đường trở lại, từ bỏ tất cả những gì mình hằng ôm ấp từ trước đến nay, từ bỏ con đường mình đang đi. Phaolô đã trở thành một khí cụ mềm nhũn trong tay Chúa. Ra khỏi chính mình, từ bỏ chính mình để trở thành khí cụ trong tay Chúa, đó là đặc điểm của sự trở lại trong Kitô giáo chúng ta. Sự trở lại đó không chỉ là sự quay về với Chúa của những người không tín ngưỡng, của những người từ chối giáo hội, nhưng là đòi hỏi từng ngày của người Kitô. Mỗi lúc một đến gần với cùng đích của chúng ta là chính Chúa, đó là lý tưởng của người Kitô hữu. Càng đến gần với Chúa càng sẵn sàng trở nên khí cụ của Chúa, chúng ta càng đến gần với tha nhân. Xin Thánh Phaolô mà chúng ta tưởng niệm biến cố trở lại hôm nay, giúp chúng ta hiểu được sự trở lại đích thực mà người Kitô hữu phải theo đuổi mỗi ngày.